quý vị, chiều 20 tháng 10 năm 2022, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Trần Sĩ Thanh. Trước đó, hồi giữa tháng 7, ông Trần Sĩ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch thành phố Hà Nội, thay cho ông Chu Ngọc Anh bị khai trừ đảng, bãi nhiệm, khởi tố bắt tạm giam trước đó. Tới ngày 22 tháng 7, ông Trần Sĩ Thanh được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, do chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước là chức danh do Quốc hội bầu và miễn nhiệm, nên tới kỳ họp thứ tư Quốc hội mới thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Trần Sĩ Thanh. Việc miễn nhiệm ông Trần Sĩ Thanh cũng sẽ mở đường cho việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước mới, theo dự kiến là ông Ngô Văn Tuấn, hiện đang là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách. Ông Tuấn trước là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình mới được điều động về Kiểm toán Nhà nước sau khi ông Trần Sĩ Thanh được điều động. Theo chương trình, việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn sẽ được tiến hành vào sáng 21 tháng 10. Ông Trần Sĩ Thanh, 51 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, ông Trần Sĩ Thanh kinh qua nhiều vị trí khác nhau tại kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Giai đoạn 2008 đến 2011, ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Từ năm 2011 đến 2015, ông Thanh trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ năm 2015, ông Thanh được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng vào tháng 1 năm 2016, ông Thanh được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng và được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14 vào tháng 7 năm 2016. Cuối năm 2017, ông Thanh được điều động về làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cuối năm 2018, ông Thanh lại về Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó ban. Từ năm 2021, ông Thanh được bầu làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhiệm kỳ 2016-2021 và tái cử tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 vào tháng 7 năm 2021. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.